rồi, rồi, vô rồi, vô rồi các bạn. Rồi, cái đầu tiên luôn, cái đầu tiên. Vô, vô. Còn sóc mầm các bạn. Này, em ở đây. Ba chị chờ luôn các bạn. Cái đầu tiên. Thì lấy đá mình nhặt này các bạn. Dài luôn các bạn ơi, dướng quá thầy dướng luôn, ở đây nó gặm quá các bạn. Hello, chân thành cảm ơn cả nhà cùng tất cả các bạn đã đồng hành ủng hộ cho kênh Thành Võ Bảy Lòng. Hôm nay mình trở lại thăm cái luồng bẫy của mình, bẫy trộn của mình đó các bạn, 22 cái, 20 cái lồng nhỏ vậy nè các bạn, với hai cái lồng lớn, là tổng cộng là cái luồng này là 22 cái các bạn. Mấy ngày trước mình có việc mình rút cái luồng bẫy kia về các bạn nè, mình đi đánh lại rồi nha các bạn, mình đánh ngày hôm qua rồi, hôm nay mình đi thăm cái luồng này, vô cái đầu tiên mở hàng được con luôn nè các bạn. Quá đã, để khoe ăn cái chút nha các bạn. Trời ơi tuyệt vời luôn các bạn, sóc bông. Rồi cái luồng kia mình đi đánh rồi 14 cái rồi các bạn ơi, đánh thử cái điểm mới được 14 cái. Còn cái luồng này là mình thăm bữa nay là 20 cái lồng nhỏ vậy các bạn, với hai cái lồng lớn. Vô cái đầu tiên lụm được con sóc bông rồi nè các bạn. Có vốn rồi nè các bạn. Có tinh thần rồi. Ngày mới thì cũng cho Thanh Võ Bảy Lòng nha. Chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe nha. Cùng mình hâm bẫy cho vui. Giờ mình xin mời các bạn đi hâm tiếp cùng mình nha. Con này mình bắt ra, không có quay cảnh bắt ra nha các bạn. Xin mời các bạn đi tiếp cùng mình. Tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn. Cái bẫy dính con sóc bông mình lấy đi luôn rồi các bạn ơi. Mình xách con sóc ra, mình bắt cái có hai người nó đi tới, nó nhìn, ta thấy, nó ghé vô, nó xem đó. Rồi buộc mình phải lấy cái bẫy đi luôn các bạn. Ngay đây mình cũng dính một con trộn 1,1 rồi các bạn. Để coi kỳ này coi nó có không nè. Mình thăm mấy kỳ rồi nó không có sập rồi các bạn. Kỳ này coi có không. Kỳ mình đánh dính đây con nè. Sập rồi các bạn. Con gì đây? Trời ơi con chuột. Phải không? Đúng rồi, khủng luôn các bạn ơi. Rồi. Không khí. Tìm dính con tròn một cái mốt này. Ai dính con ký rồi nè các bạn. Rồi dính cái lọc luôn. Hết quyết. Rồi. Rồi nghiên cứu coi có thể đánh cái bẫy này lại nữa hay là nước đi nữa, suy nghĩ lại nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Thì hai cái bẫy vừa rồi mới vừa dính con chuột cống đó các bạn, mình cũng rút luôn các bạn ơi. Vì nghịch đường quá. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Rất là tiếc nhưng mà mình cũng phải đem đi luôn các bạn ơi. Hình như là, trời ơi con gì vậy ta, con sóc rồi các bạn ơi. Phải không? Đúng rồi con sóc đất các bạn ơi. Đây, em nó nè. Từ xa mình thấy này, bị nó trống đó các bạn. Ôi nó khủng. Sóc đất về là lớn dữ lắm rồi nha các bạn. Hôm nay mình làm ba con hàng khủng rồi các bạn, ba con khủng rồi, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Rồi mình xử lý em nó ra rồi mình đem cái bẫy này đi luôn nha các bạn, mình giờ đi chỗ mới luôn các bạn ơi, vì nó nghịch đường rồi mình không để được ba cái bẫy này giờ, thiệt là uổng luôn các bạn. Tiếp tục ở đây mình có hai cái nữa các bạn ơi. Cái này ở trong cao su giống nha các bạn. Đầu này một cái, đầu kia một cái. Ở đây một cái và đầu trên một cái các bạn ơi. Ngày bữa anh mới dời vô, giờ không biết chỗ nào luôn các bạn. Không nhớ rồi. Ủa, chỗ nào mình quên luôn rồi các bạn ơi. Đây nè,
quốc á, cái đầu tiên hụt mình nữa các bạn. Thôi cái này mình lấy đi luôn nha các bạn. Tiếp tục cái ở đầu trên đó các bạn, ở đây thì có hai cái thôi. Sập rồi hả gì các bạn? Phải không ta? Đúng rồi, sập rồi. Con gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Trời ơi, chuột rồi các bạn ơi, nó lỏng quá. Nhìn thấy là biết rồi. Rồi, em ở đây. Rồi, mình giờ cái bẫy này đi luôn các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Cái này cử rồi nó hất cái bẫy mình mà nó không có vô á các bạn. Để coi cử này có sập không nha các bạn. Cử này mình dằn đá rồi, mình lụng cục đá mình dằn cái bẫy mình lên. Trời ơi khôn kìa, dằn cục đá lên nó không có vô các bạn. Quá hay. Trời ơi nó ngồi sao nó ăn hết trơn chuối luôn các bạn. Đây con này thành tinh nè, bạn coi nè, đó mình dằn cục đá lại cái nó vô, nó đi cách làm sao mà ăn hết trơn chuối luôn các bạn. Để mình coi lại nghe các bạn, mình nghiên cứu lại nghe các bạn. Rồi mình đi hâm tiếp các bạn ơi. Tiếp tục ngay đây mình có một cái nữa các bạn. Bên kia là cái chỗ người ta dựa chứa mũ cao su á, nó ca hát quá trời luôn các bạn. Ngay đây cử rồi mình dính con nè các bạn. Để coi cử này cực có không. Trời ơi, người ta đem con bò người ta dòng gần sát đi luôn các bạn. Nó nhìn mình. Rồi cử này sập luôn. Rồi con chuột các bạn ơi. Cử rồi làm con hay ngay đây các bạn nhớ không. Cử này làm hai con chuột. Cái bẫy này hai con chuột nha các bạn. Rồi mình xử lý em nó ra rồi đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ngay đây mình có một cái á các bạn. Cái bẫy ở đây là cái bẫy lớn thứ hai á các bạn. Mình thăm ở cái bẫy lớn ở đằng kia rồi nó không có nha các bạn. Với mấy cái bẫy nhỏ dính chuột nhỏ không mà các bạn ơi. Dính chuột vàng không mà. Cái bẫy lớn đằng kia nó không sập luôn các bạn. Cái này nó sập hai kỳ rồi mà không có dính con gì á. Lạ lắm các bạn. Để mình coi kỳ này có sập không nha. Lần thứ ba rồi nó làm sao nha các bạn. Hai lần rồi nó sập mà không dính. Rồi lần thứ ba này sập luôn rồi kìa các bạn. Sao mình cũng không thấy con gì luôn các bạn. Lá giá ta. Lá giá trời. Trời ơi. Lần thứ ba này sập mà dính con sóc các bạn. Ủa sao mà mình quánh ở đây tại sao lại dính con sóc trời. Chuột nữa các bạn, cái lòng mình lòng hai lớp nè. Mình đánh mồi chuột mà tại sao lại có con sắp chết đi nằm đây ra vô đây nó chết trời. Lần thứ ba luôn á các bạn. Cái con này phá mình thiệt chứ. Rồi mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có hai cái đó các bạn. Mình vô mình thăm cái đầu tiên dính con này nè. Quá trời chuột luôn các bạn ơi. Ngày nay vô mánh chuột nữa rồi các bạn ơi. Bên kia người ta mở nhạc lớn quá mình không ăn sập luôn rồi nè các bạn. Hai cái ở đây hai con luôn rồi các bạn. Giờ ở ngoài xe mình giờ cả đóng chuột luôn rồi, mình bỏ bớt mình không có quay nữa các bạn. Mình chuột lứa nha các bạn. Cống lứa bên kia mở nhạc nữa rồi các bạn ơi. Mình đi xử lý em nó ra rồi mình bắt em nó ra rồi đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái rồi. Lại đằng kia hai cái nữa hết rồi các bạn ơi. Cái này còn hai cái nữa hết rồi. Rồi chết luôn. Rồi chó bên trời người ta sủa luôn các bạn ơi. Rồi cái này hụt rồi để yên luôn các bạn. Tay gà có đụng lắc các bạn thông cảm đây. Không sạch nha các bạn. Rồi để yên luôn. Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình thăm hai cái bẫy sau á, có người cái mình không có quay được nha các bạn, thì dính hai con chuột á. Rồi thôi mình cũng
bỏ qua luôn các bạn. Hôm nay thì nó có, mình về mình sẵn cái clip này lại, mình đăng có ít thì mình đăng ít nha các bạn. Hôm nay không có con trồng nữa các bạn, nó có tầm khoảng 3 ký chuột các bạn. Mình bỏ bớt, mình đăng cái clip này ngắn ngắn nha, cả nhà và các bạn xem giải trí cho vui ha. Có tầm 3 ký chuột các bạn, có còn khoảng 1 ký luôn rồi các bạn. Còn khổng lồ đây nè, với hai con sóc các bạn ơi, con sóc bông, con sóc đất. Thì cái luồng này mình có rút 10 cái về nè các bạn, mỗi cái bao 5 cái ha, là cử sau mình qua mình rút tiếp cái luồng này là nó còn có 12 cái nữa mình sẽ dọn về luôn nha các bạn. Mình đi điểm mới đánh các bạn ơi, ở đó mình thấy nó không có chạy trộn, nó không có nhiều các bạn, nó không có chạy ngưng chạy. Con sóc nó nằm đi nữa các bạn, đó con sóc bông nữa. Còn bên đây con sóc đất các bạn, bắt cầm bên đây hai con, mình bỏ lá cây vô cho nó mát các bạn, cho nó im, cho nó đừng có chết nha các bạn. Bị mình đi xa sợ nó về tới nhà cái nó ngụm á, giờ nhạc nó nổi quá rồi các bạn ơi. Chương trình mình thăm bảy tròn mình đến đây thì cũng xin kết thúc nha. Cuối video cũng cho mình gửi lời nha, kính chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xem video mình thấy vui cho mình xin một like và một cái đăng ký kênh ủng hộ giúp cho kênh mình nó mau phát triển nha. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn luôn đồng hành ủng hộ cho kênh. Thanh Nhỏ xin chào, xin hẹn cả nhà và các bạn video sau.